Bạn nào cần thì inbox cho em nha. Em có tất cả các loại từ sắp mở mắt, mới mở mắt 2-3 ngày cho đến tập ăn cứng nha. Sóc đất giá là 200-220. Sóc bông hàng tuyển tập ăn, đuôi hồng miên man, bụng vàng, bụng vàng. Dạ có một bé bụng đỏ nữa nha. Dạ đây, đỏ cam hay đỏ gì đó, cam đỏ gì đó, miếng là bụng đẹp là đẹp. Sóc đất ăn cứng à, nó mới về nó còn hơi mệt nên đây đây còn một bé nữa. Dạ bụng vàng nha các quý vị, rất là đẹp nha, hàng em đẹp lắm à, đi muốn chết luôn mới được mấy bé đó. Ai thương thì inbox cho em nha.